bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chiếc kẹp tóc dễ thương như thế này nha. Và ở clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn móc cái mẫu hoa này để chúng ta sẽ sử dụng cho cái phần kẹp tóc này. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu hoa cũng như là cái mẫu kẹp tóc của Mimi nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha các bạn. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái phôi kẹp tóc như thế này nha các bạn. Thì mình mua ở ngoài shop, nó cũng khá là rẻ à. Cho nên là các bạn có thể là tùy chọn cái mẫu kẹp tóc mà các bạn thích nha. Thì cái có những cái loại kẹp tóc á các bạn, nó cái chỗ phần này nè, cái chỗ phần này nó sẽ ngắn. Còn cái loại mình mua nè, hôm đó là mình mua nhầm cái loại này, nó dài nè. Mình không có lựa, mình nói là lấy đại cho nên là về thì mình phải móc thêm cái phần mũi ở phía ngoài này để mà cho nó bít cái màu đen này nè các bạn. Thì các bạn cũng nên lựa chọn cho mình một cái kẹp tóc mà ở cái phần cuối này nè, nó ngắn hơn một tí nha, cho nó đẹp nha các bạn. Và kim móc của mình sử dụng sẽ là kim móc đầu số 3 nha các bạn, để chúng ta lòn qua cái chỗ này nè, nó được dễ dàng hơn. Và len á, các bạn có thể sử dụng len 1.5, 1.7, 2mm đều được nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị len cho mình. Giống như nếu mà các bạn thích cái mẫu kẹp tóc này và cái hoa này thì các bạn phối theo mình. Còn nếu không thì các bạn có thể làm cái kẹp tóc trơn, không có cần phối hoa nha các bạn. Hoặc là các bạn có một điều lưu ý nè, cái phần nhụy hoa thì mình sẽ móc cùng màu với cái phần kẹp tóc nha các bạn. Còn phần cánh hoa thì mình sẽ làm màu khác để cho nó nổi bật hơn. Thì ở clip trước mình đã có hướng dẫn cái mẫu hoa này phối với nhiều màu rồi á, cho nên là các bạn sẽ tìm link ở dưới phần mô tả, mình sẽ để link ở dưới đó để cho các bạn móc cái mẫu hoa nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị thêm keo dán đi nha các bạn. Keo dán để mà mình dán cái phần len thùa vào trong đây nè, để cho nó bít lại á. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy len cho mình, các bạn sẽ luồn cái kim đầu số 3 này nè qua và kéo len qua như thế này, kéo qua như thế này nha các bạn. Và các bạn móc lên một móc xích. Sau khi chúng ta đã móc được một mũi móc xích rồi á, thì chúng ta sẽ giữ cái len này nè ra phía sau nha, rồi chúng ta nẹp vô cái phần mũi móc luôn nè các bạn. Chúng ta sẽ dời nó ở phía xích ra này để mà chúng ta sẽ dễ móc hơn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim cho mình xuống phía dưới và đồng thời kéo cái len này qua, móc cho mình một mũi móc đơn. Các bạn móc trước đi rồi chúng ta sẽ kéo cái này lại đó. Rồi khi mà móc được một mũi móc đơn rồi, các bạn sẽ di chuyển cái mũi móc đơn này lên phía trên đây. Các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, 1 2 3. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để như thế này nha các bạn, sẽ luồn qua như thế này nè. Rồi chúng ta đâm kim vào cái thanh ở bên phía dưới này, rồi các bạn sẽ kéo cái phần len này nè, kéo cái phần len này qua và thực hiện một mũi móc đơn. Rồi sau đó là các bạn sẽ thực hiện những mũi móc đơn nha, đến cuối hàng luôn. 2 3 4. Khi mà làm á, các bạn sẽ kéo qua như vậy nha, để cho nó bít á các bạn. 8 9 10 11 12. Mũi thứ 14.
Đó, ta làm khi nào mà cảm thấy là nó gần tới cái khúc cua ngoài này rồi nè và không có kéo được nữa thì chúng ta sẽ ngưng. Và các bạn sẽ đưa cái phần len này nè lên phía trên nha. Và chúng ta sẽ đâm kim xuống phía dưới nè các bạn. Đâm kim xuống phía dưới, kéo len qua như thế này. Và các bạn lại móc 14 mũi móc đơn cho tới cuối hàng. Tại vì bên đây mình móc 14 mũi thì phía đối diện nè, mình sẽ móc 14 mũi luôn nha. Tính luôn cái mũi đầu tiên này. Đó, rồi các bạn sẽ thực hiện những mũi móc đơn. 3 4 5 6 7 8 Đó các bạn, cứ đưa xuống là mình sẽ đưa cái này xuống luôn nè, để cho nó dễ móc á. 9 10 Đó, dẹt qua như thế nha. 11 12 Rồi, 13 nè các bạn. Cộng với cái chân móc đầu tiên nữa là 14 nha. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè. Chân móc đầu tiên mà chúng ta gây nơ nở cái bên đây đó. Các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Chúng ta sẽ đâm kim qua. Đây, đâm kim qua như thế này. Và chúng ta tạo một mũi trượt. Các bạn sẽ móc lên 1 2 và các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái dây này nè các bạn. Các bạn sẽ móc cho mình 1 kép 2 kép 3 kép 4 kép 5 kép. Dạch nó qua nha các bạn. Sáu kép. Rồi, sau đó là các bạn sẽ thực hiện một mũi dời vào cái chân móc đầu tiên. Thực hiện một mũi dời vào cái chân móc đầu tiên ở cái hàng bên đây nha các bạn. Vậy là chúng ta đã bích được cái phần màu đen phía bên này nè. Nếu mà các bạn không có cái làm cái hoa này nè, các bạn muốn trơn luôn á thì cái chỗ này nó cũng đã bích lại rồi thì trông nó sẽ thẩm mỹ hơn á các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích, bỏ qua một cái chân móc, đâm kim vào cái chân móc thứ hai, các bạn sẽ móc một mũi dời. Chúng ta sẽ viền lại hết cái hàng này luôn nha các bạn. Viền tới cái mũi kép luôn á. Rồi các bạn lại móc 2 mũi móc xích, bỏ qua một chân móc, móc vào chân thứ hai một mũi dời. Sau đó là các bạn lại lên 2 xích, bỏ một chân móc, đâm kim vào chân móc thứ hai. Các bạn bẻ cái này lại luôn đi. Chân móc thứ hai tạo một mũi dời. Các bạn sẽ tạo những cái mũi dời lần lượt đến hết hàng luôn nha. Làm cái này nè các bạn, nó không khó nhưng mà nó hơi giống như là mình móc những cái len sợi á, nó to quen rồi á, cái mình móc những cái nhỏ nhỏ như thế này nè, cái đấy nó khó. Nhưng mà ra cái mũi móc của nó là vẫn vẫn như thế à.
Đó, rồi các bạn cứ hai xích bỏ qua một chân móc. Chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc. Kế tiếp lại lên hai xích nè. Và trượt mũi vào cái chân móc ở đỉnh này. Rồi chúng ta sẽ trượt mũi nha. Ở chỗ này nè các bạn, nó dư ra nhiều á thì mình sẽ móc lên 3 mũi móc xích nè. Chúng ta sẽ lại đâm kim vào cái chân móc mà chúng ta vừa móc á. Các bạn sẽ trượt. Rồi sẽ trượt mũi nha các bạn. Trượt mũi ở cái chỗ này để mà chúng ta đó, một lát nữa chúng ta dán keo á, là cái phần này nó bít lại cái phần màu đen nè các bạn. Và bây giờ các bạn lại quay lại với hai móc xích nha. Chúng ta sẽ không làm ba móc xích nữa. Cách một chân móc nè, móc vào cái chân kế tiếp một mũi trượt. Các bạn sẽ làm như vậy cho tới đầu hàng này cho mình nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn, tới cái dãy đầu tiên của những cái mũi móc kép của mình nè. Nếu mà các bạn sử dụng cái hoa mà các bạn kết vào đây á thì các bạn sẽ không móc cái phần viền trên đây nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn móc cái phần viền này và kết hàng ở cái chân móc cuối cùng bên đây. Và các bạn cũng lưu ý nè, khi mà mua cái kẹp tóc á, các bạn nhớ coi kỹ nha. Tại vì mình ý y quá cho nên là mình thấy nó hơi xét nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên hai mũi móc xích cho mình nha. Đập bỏ cái chân móc này, đâm kim vào cái chân móc kế bên á. Các bạn cũng sẽ thực hiện một mũi trượt. Và sau đó là các bạn lại móc hai mũi xích. Tiếp tục, cái mẫu này khá đơn giản đúng không các bạn? Mình móc cái kim số 3 này nè. Nó hơi khó á. Nhưng mà muốn hướng dẫn cho các bạn để các bạn móc được dễ dàng hơn á các bạn. Tại vì để xa mình quá cho nên mình kéo nó hơi khó. Và các bạn cũng sẽ trượt mũi vào đây nha. Nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ kết hàng ở cái chân móc này luôn nè các bạn. Móc lên cho mình hai mũi móc xích và sẽ kết hàng ở cái chân móc. Đầu hàng mà nãy chúng ta gây nên á ở cái phần bên đây á. Rồi bây giờ các bạn móc lên một móc xích nè, kéo và cắt len nha. Và chúng ta sẽ giấu những cái phần len thừa đi. Và các bạn sẽ dùng keo á, các bạn sẽ dán cái chỗ này lại nè, để cho cái này nó bít ha. Rồi các bạn cũng sẽ dán vào cái bên đây luôn, để cho cái này nó bít nè. Các bạn cũng giấu cái phần len thừa vào trong mũi móc, giấu ở phía mặt trong nè các bạn. Rồi ở đây mình sẽ cắt len luôn, tại vì hồi nãy mình đã làm một cái đoạn dài rồi, cái này cắt được nè các bạn. Nhưng mà các bạn lòn trước đi, các bạn lòn vô phía giữa này đi rồi các bạn cắt cho nó đẹp nha. Đừng có cắt ở phía ngoài này, nó không đẹp bằng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giấu len, sau đó là chúng ta sẽ dán phần này. Rồi chúng ta sẽ dán phần này. Nếu mà muốn kết hoa thì các bạn sẽ kết hoa nha. Còn không muốn thì thôi, mình sẽ làm trơn như thế này thôi. Còn cái này chắc mình kết hoa quá, nó bị xét chỗ này nè các bạn, tiếc quá à. Cái bên đây nè các bạn, mình sử dụng kim đầu số 4 á. Còn cái này nè, mình muốn nó nhỏ lại, cái mình sử dụng kim đầu số 3. Thì các bạn muốn nó to hay muốn nó nhỏ vậy, các bạn cứ đổi đầu kim móc là sẽ được nha. Mình sẽ để cái link hướng dẫn móc cái mẫu hoa này để mà cho các bạn tham khảo. Nè, cái phần này là mình dán lại rồi nè các bạn, và nó rất là chắc chắn, và bên cái phần này cũng vậy nữa. Thì khi mà mình ốm thử cái màu này lên chỗ cái kẹp tóc này nè, mình thấy nó quá hợp lý á. Cho nên là mình để luôn. Tức là cái kẹp tóc này của mình là ba màu, xanh, vàng và hồng. Còn cái này là màu đôi nè các bạn, cái nhị hoa cùng với cái phần kẹp tóc. Rồi cái này các bạn móc có cái mẫu nào các bạn móc sẵn hoa đi rồi các bạn ghép vào. Giống như mình nè, mình thấy nó hợp lý quá cái mình để luôn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu kẹp tóc này nha.
Và mình cũng chúc các bạn móc thành công. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận nếu mà các bạn đã làm được, hoặc là bình luận một cái gì đó để cho cái video này có lượng tương tác nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.